Nhân cơ hội đây thì mình cũng muốn đi khám phá cái tàu một lát để mà coi thử trên tàu này có gì. Nói chung cũng sợ đó, bị chén cơm mọi người, chứ cũng đâu muốn đâu. Bị chén cơm manh áo cho nên bây giờ mình sẽ đi thiệt là nhanh nha mọi người. Ừ, cái gì vậy? Mình còn mỗi cái này thôi hả chị ha? Dạ vâng ạ, nhà trên nhà tàu có còn những món này ạ. Ủa, mà chị làm nhân viên ở đây được bao lâu rồi? Em làm nhân viên ở trên tàu được 8 năm chị ạ. Mẹ ra hiệu là bảo là mẹ đi làm mấy nữa mẹ phải về mới về được với con. Khóc mà, nó khóc mà. Có lần mà chị về xong chị đi á. Cháu không cho đi nhưng mà ra hiệu với cháu là mẹ phải đi làm kiếm tiền. Cũng cũng ngoan quá ha. Cũng nhớ mẹ nhưng mà kiểu ngoan, cũng cũng muốn cho mẹ đi chứ cũng không có dám giữ ha. Nói chuyện với chị nãy giờ vui quá trời luôn á. Tại vì mọi người ở trên tàu ngủ hết trơn rồi, còn có mình nha em à. Thôi bây giờ em lấy đồ ăn ha. Em lấy cái này với lại cái này đi, bánh bao đi. Bao nhiêu vậy chị? Cho em mượn mượn 50 nghìn đó anh ơi. Em quên em tiền rồi. Cho em mượn đi rồi em trả mà, em hứa em trả mà. Trời ơi, em cảm ơn anh. Giờ dạ, đâu em gửi chị.